Cụ thể bằng sơ đồ để cho anh em hiểu nè, cái mô hình dropshipping kết hợp với affiliate. Rồi affiliate thì hiểu đơn giản đó là mỗi người sẽ được cấp một cái tài khoản và nó có đường link mã số của mình. Cái mã số đó mà share thì người ta đăng ký thì khách hàng đó là của mình. Nó đơn giản như vậy. Rồi bây giờ đây là ví dụ như cá nhân của mình là cá nhân kinh doanh nè, đại lý, đối tác rồi đây nè. À, chúng ta đi tư vấn khách hàng, cho tư vấn bán hàng nè, tư vấn cái sản phẩm nè cho người khách hàng. Và mình chỉ việc việc của mình đó là tư vấn xong, chốt đơn xong thì gì mình làm gì, mình lên cái hệ thống Dropy. Cái này là một cái nền tảng về sản phẩm tư vấn, tức là chúng ta chọn lựa cái sản phẩm. Sản phẩm thì rất là nhiều nè, và như hồi đầu chúng nói rồi, sản phẩm bây giờ nó tương tự nhau cũng nhiều lắm đó. Vì vậy là nó không cũng không có sản phẩm nào tốt nhất, mà là sản phẩm phù hợp nhất. Ở trên đây nó có hàng ngàn sản phẩm, nhưng mà sản phẩm nào là phù hợp với mình và phù hợp với cái nhóm khách hàng mà mình đang có đó. Và chúng ta học thì chúng ta thích một cái sản phẩm nào đó, chúng ta học chuyên sâu về sản phẩm đó, xong sau đó là mình đi gì tư vấn cho cái nhóm khách hàng của mình đang có sẵn, và cũng có những cái cách để mình phát triển khách hàng nữa nha. Thì đó là mình phải được học để mình mở rộng về marketing đó. À, rồi thì như vậy là khi mà có đơn thì sao, mình lên đơn trên cái nền tảng này, đó là cái app Dropy, Dropy Biz. Thế là lên đơn xong thì trên đấy lo hết. À, tất cả những cái sản phẩm mà lên trên nền tảng này đều phải được kiểm duyệt đầy đủ, chứng từ, giấy tờ, thuế má, mọi thứ. Hồi nãy chú Triều hỏi bây giờ đóng thuế rồi kiểu gì, trên đấy lo hết rồi, chú khỏi lo. À, hóa đơn hay là thuế hay tất cả gì đó, cái này nó lo hết, mình khỏi phải báo cáo khỏi gì cả. À, mọi thứ là trên nền tảng này nó làm hết đó. Như vậy là việc của mình chỉ là bán hàng và lên đơn. À, mỗi một sản phẩm đồ hao bao nhiêu. À, thì lát nữa cho anh em trải nghiệm và chỉ cho anh em cái cách để mà xem coi sản phẩm mà nó bán thì một cái sản phẩm là được bao nhiêu, thì ở đâu, mình tìm thế nào là nó có hết đó. Thì vậy là trên cái nền tảng này người ta lo cái việc đóng gói, giao hàng, thu tiền, người ta xác nhận một phát là hàng đã giao, khách hàng nhận rồi. À, thì họ duyệt đơn hoàn thành. Hoàn thành thì một cái sản phẩm như vậy mình bán được bao nhiêu là mình là cái người nhận. À, và ở đây anh em có nhìn thấy thêm cái chỗ chữ Ruby Mon nè. Ruby Mon, cái ý nghĩa của cái này là Ruby Mon là một cái, nó cũng là một cái app, mà khách hàng là cái người được trải nghiệm rất là chi tiết về sản phẩm, thì họ cài cái app Ruby Mon này theo cái đường link affiliate của mình. Và sau này khách hàng họ chỉ, ví dụ như mình đã phục vụ được một cái đơn đầu tiên rồi, thì đa phần các dòng sản phẩm là được lặp đi lặp lại mua nhiều lần á. À, thì vậy sau này khách hàng họ tự mua trên đó thì cái hệ thống này nó cũng ghi nhận về cho mình luôn đó. Thì vậy là hiểu là lần đầu thì chúng ta rất là cực, tại vì khâu kết nối tư vấn, hỗ trợ khách hàng hỏi rất là nhiều thông tin, nhưng từ lần thứ hai mà họ mua thì tại tôi đã mua một lần rồi, tôi đã sử dụng rồi, thì lần hai nó dễ hơn. Ai hiểu được ý này chúng ta gọi số 2 đi. À, thì nó có cái app gọi là Dropbimon, khách hàng lên đó tự lên đơn, nhiều khi liên hệ với mình cái giờ đó mình đang làm việc chính của mình. Hãy ví dụ như thầy cô đang dạy ở trên trên lớp, làm sao mà nghe điện thoại được đâu, khách nhắn đâu phục vụ được liền. À, nhưng mà cái người khách hàng này được nói ờ chị ơi chị cứ tải cái app này về, hãy theo link này nè. À, rồi ví dụ như sau này chị mua chị việc đặt lên đây thôi, em xác nhận cho cái là xong rồi đó, thì hệ thống nó tự giao. À, nên là có cái app này nó hỗ trợ cho anh em bán hàng nhiều lắm. À, ai hiểu được gọi số 2. Thì vậy là kể từ lần mua thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó thì nó nhẹ hơn rất là nhiều, tại vì lần đầu đã được phục vụ tốt rồi thì mua lại lần hai, lần ba là quá đơn giản luôn, đúng không? À, đó là cái mô hình nó đơn giản như vậy ha. À, thì ở đây nó cũng nè, mô hình dropshipping nè, tức là không nhập hàng, dự trữ hàng hóa, giao hàng khỏi luôn đó. Mình chỉ cần là tập trung vào việc là học sản phẩm và tư vấn bán hàng thôi đó. Cái quản lý công việc kinh doanh dễ dàng thì nó có đúng một cái app, còn lát nữa cho anh em đăng ký để trải nghiệm nha. Đó, thì mình cứ đăng ký cái tài khoản đó, mình đăng nhập vào cái app đó, mình trải nghiệm đầy đủ trên đây. Rồi dây chuyền đóng gói mọi thứ này mình đâu lo đâu, mà muốn đầu tư kho nhiêu đó để sao, làm sao giải quyết được là hàng trăm ngàn đại lý người ta bán thì ông vẫn giải quyết được cho khách hàng đó. Thì vậy là họ đầu tư hết rồi, nền tảng người ta tự làm hết, mình khỏi phải lo nền tảng, khỏi phải lo kho, khỏi phải đừng lo thế, khỏi phải lo hóa đơn, chứng từ, mọi thứ hàng hóa là đầy đủ hết. À, thì vậy việc của mình là chỉ là học sản phẩm và tư vấn thôi, làm đoạn thôi nha. Rồi nói đến đây thì ai anh em mình đã hiểu được cái mô hình rồi, chúng ta gọi chữ hờ đi.
Đó, làm vậy nó mới gọi là tinh gọn chứ.